Nước Pháp đang chạy đua với thời gian để che chắn cho nhà thờ Đức Bà Paris trước khi mưa xuống, sau vụ cháy xảy ra tuần trước khiến công trình kiến trúc hơn 800 năm tuổi này bị hư hại nặng nề và rất nhiều hiện vật đang bị lộ. Trong khi vẫn đang phải nỗ lực chống đỡ nhiều phần của nhà thờ có nguy cơ đổ sập, thì giới chuyên gia lại phải đối mặt với thách thức mới khi dự báo sẽ có mưa trong những ngày tới. Theo Cơ quan Khí hậu Quốc gia Pháp, mưa sẽ xuất hiện từ đêm 23 tháng 4 theo giờ địa phương, và điều kiện thời tiết sẽ càng xấu hơn trong vài ngày sau đó. Mưa lớn có nguy cơ khiến phần còn lại của mái vòm và trần vòm bị cháy của nhà thờ đổ sập. Hiện các thanh xà, cột và tấm vải dầu đã được chuyển đến, sẵn sàng cho việc che chắn bảo vệ nhà thờ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây chỉ là giải pháp tạm thời, trong khi chờ các kế hoạch thay thế bằng một chiếc ô bảo vệ vững chắc trong suốt thời gian phục dựng nhà thờ Đức Bà.